Rồi thì Đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nha mọi người. Thì video hôm nay thì Đại sẽ lên cho mọi người một con siêu phẩm nha, khủng long mọi người. Hàng này thì là hàng to nhất trong cái dòng cắt cỏ mọi người, thì không có xa lạ gì ha. Đây Mitsubishi TL52 nha mọi người. Rồi máy móc là tình trạng là zin cho mọi người từ trong ra ngoài luôn ha, nói chung là zin hết mọi người, không có la gì hết. Thì cái con này đã để cũng lâu rồi mọi người, thì nói chung là cái đợt có ông chú dặn ông kêu chừa lại cho ổng nha, thì Đại cũng không có lấy cọc gì ổng hết. Thì trên tinh thần uy tín đó là nói rồi ok chú, thì Đại chừa lại. Thì đến nay nó là hết vụ sầu riêng rồi mọi người, thì cũng chắc cũng có 4 tháng rồi nha, cũng 4 tháng hơn rồi đó. Thì không thấy chú hồi âm gì hết mọi người, mà Đại cũng không có nhắn tin chú nha. Thì Đại thì đơn giản lắm mọi người, không có suy nghĩ gì hết đó. Thì hôm nay Đại đem ra để đăng lại nha, đăng lại cho mọi người nào có nhu cầu thì alo Đại. Thì máy là zin hết mọi người nè, tem là tem zin nè, tem zin nó có cái gạch gì nha mọi người ha, nó không có lẫn đi đâu được nha, chỉ có tem zin mới có nha. Tất cả cái dòng tem TL, tem máy kia thì Đại không để ý nha, nhưng là TL là lúc nào cũng phải, nếu mà nó zin nguyên bản là nó sẽ khó này hết mọi người ha. Đó thì con này Đại không có dặm tốt hay là gì hết mọi người, thì máy mộc ha, đó zin hết. Đây tình trạng máy nè, gì đây thì nói chung là máy đã qua sử dụng rồi nha mọi người ha. Đó, chứ không có mà thấy gì đẹp trời ơi, máy bển không xài không có nha mọi người. Máy mà dục về đây là đã xài hết nha, xài ít xài nhiều thôi mọi người, chứ không có vụ trời ơi như chưa xài chưa sử dụng không có nha. Cái đó là hơi phô trương nha mọi người, cái đó mình làm là mình phải nói cho nó chuẩn nha. Đó. Chứ để người ta mua là không biết thì rất là tội nghiệp người ta mọi người. Đó, nói cho đúng đây, chụp dịch sẽ đóng mắt in da băng trên này. Thì đài con này nó không có đóng lóc mắt in da băng, nhưng mà nó có đây, có ô vuông nổi nha mọi người. Nó thì TL thì nếu ai nhưng mà ai sử dụng qua rồi thì sẽ hiểu nha. Đây cái logo đó nè, đây thì có số 52 mọi người nè, đây số 52 ha, gạnh gạnh luôn, dập nổi hết, bô bảo nguyên zin, tại không có chà không phết gì hết nè, ốc tán là zin hết mọi người, đen mung hết nha. Thì máy đây không có bắn cát nha mọi người, không có bắn cát giảm tốt gì đâu đó. Thì máy khi mọi người mua bên Đại thì Đại sẽ bao ship cho tất cả mọi người toàn quốc nha mọi người, hàng đến thì mọi người được test kiểm tra ha. Rồi tiếp theo là bảo hành máy 1 năm, lửa 6 tháng mọi người. Tặng kèm đây, thì tặng kèm cho mọi người là 5 món nè, một cái lưỡi dao, thứ hai là một cái sợi dây đeo bãi, rồi thứ ba là một cái tiếp mở bugi, thứ tư là một cái bugi bãi, và cuối cùng thứ năm là một cái ổ phát dây nha mọi người, tổng 5 món ha. Đó thì mọi người xem cái lóc này nguyên bản nha, đây không có làm gì hết đó. Thì đây là cái màu nước nhôm zin, thì máy bên bãi về mọi người thì 100% là nó phải có ten, ít nhiều thôi, dù mới cách mấy nha mọi người. Đây mọi người thấy nè, phải có dấu hiệu oxy hết, tại vì bên bển nó thời tiết nó lạnh mọi người đó. Còn vấn đề về đây làm sao mà không có thì nó không biết nha. Đây mọi người xem thấy không, máy nè, áo nè rất là đẹp mọi người. Rồi bộ e các kiểu chế đồ zin hết, ống xăng ống bọng rồi zin hết mọi người, nắp zin hết nè. Rồi nói chung là zin cho mọi người rất là đẹp luôn nha, mình xăng lớn zin mọi người thấy nó mới nè. Đây bô nè, đó về phần ốc mọi người, ốc thì thật sự nói thẳng luôn mọi người, cái chiêu trò này nó quá xưa mọi người. Thì giờ máy thí dụ tình trạng nó gì đi, cái bô này đem ra để đánh nhẹ lại ha, cái này thì dễ lắm mọi người, xử lý rất là đơn giản, mấy con ốc nhỏ này thì đầy mà thay vô nha, tại vì nếu mà đúng ốc zin nó cái màu nó sẽ nó hơi xanh xanh nha mọi người, chứ nó không có vàng nha, kể cả con ốc bô luôn. Đây nè, vấn đề thì giờ máy nó gì, giờ thay con ốc này vô thì trời ơi, vàng khè vàng tư thì quá đơn giản nha mọi người. Đó, nói chung ở đây để nói cho mọi người nhìn nhận cái khách quan thôi, dù không mua ở đâu cũng vậy, mình phải coi cho nó kỹ, nó đúng đồ mọi người. Đó ốc bãi này thì đậy mà đó, nhưng mà đã sẽ không gắn nha, đó nguyên zin đó nè, đó nó sẽ xét xét như vậy, tại vì khi cái máy nó chạy thì lúc nào nó nóng cũng không có xét mọi người nha, còn trừ khi con máy nó chưa chạy thôi. Còn cái vụ mà hai cái cùi xong thì nó dễ làm lắm mọi người. Lấy đồ vuốt với nhám lại cái là trắng tư liền. Rồi mọi người xem máy nè, đó bình xăng rồi zin hết nha, cái này bụi nha, xăng Nhật không còn chổng còn nguyên luôn nè, chưa đổ xăng của Việt Nam vô luôn mọi người, từ bữa tới giờ công tắc rồi là công tắc bãi hết nè. Đó thì nó nên làm đến mức độ chi tiết đến vậy mọi người thấy chưa. IC bố bọng đồ này kia, đồ bugi đồ nguyên zin,
chưa mở luôn. Nói chung là máy mà đã lấy được ngay gốc là không bao giờ để mở bugi ra đâu mọi người, trừ khi nó chết thôi nha. Đó, bugi là chưa đụng tới ha. Cần tum lớn nha, cần siêu whip luôn. Rồi số seri nè mọi người, đây là 52, seri là 1001 307 nha. Đó rồi mọi người thấy nè, tum mặt đất vậy nè, ốc tán cái nè, nét Sony luôn không. Cái nước nhôm zin nó sẽ là như vậy nha mọi người, nó nhìn mọi người phân biệt cho nó kỹ. Rồi ống cần là ống cần 28 mọi người, bao cho mọi người whip luôn. Thì mấy ống cần này đưa vô đây thì đặt mấy con này mới xứng nha. Rồi mọi người thấy cái cần nè, cần là cực kỳ đẹp mọi người, đó video nè chưa có dấu mòn gì luôn ha. Rồi dao bóp nè, dao bóp tay lái sắt theo kiểu máy máy cổ nha, đi zin theo cái cần mọi người, cái cụm thôi nè, cụm không có nửa ký á. Thì trên này nó có cao su chống rung đồ này kia đồ hết mọi người. Nó nằm riêng ở đây luôn ha. Đó. Cần nè. Tem bọng nè. Còn nguyên thoát nha. Ống 28. Rồi, trắng cỏ zin bãi luôn. Đó, ok ha. Rồi tiếp theo là chờ lại chút xíu mọi người, đây đại xuống để nó bảy. Nó bảy. Đây. Đồ bò nè. Bự cầm quàm luôn ha, mạnh kilo ha. Nhất dương chỉ luôn. Đó. Đầu bò chén kẹp tán bọng nguyên zin hết mọi người nè, không? Không có đụng chạm gì ở đây hết nha. Không có bắn cáp, bắn chà, bắn chéo gì hết, nguyên bản rồi. Chén ốp ngược chống bắn cỏ đầy đủ luôn nha mọi người ha. Rồi. Thì để đại mở bô mọi người, mở bô để quay cho mọi người xem rồi test nổ cho mọi người nghe ha. Nó đây quay mọi người xem nha. Thì cái tình trạng con máy gì nè mọi người ha. Gặp mà thập nhị đại nha. Dán cái tem ca dắt vô ha. Rồi cái cần này đây, chùi tem này ra, dán cái tem ca dắt vô một cái ha. Rồi. Trời, máy zin đẹp 99% liền mọi người ha. Lướt cực kỳ lướt nha. Đó, mấy cách đó là nói chung là làm được hết mọi người. Nhưng mà sẽ không làm nha. Đó, thì ở đây mà nếu mà ai theo dõi đại từ xưa giờ thì sẽ hiểu cái vấn đề là làm ở đây nha. Chất lượng hay không thì ai đã mua rồi thì biết. Nếu mà con ốc zin đó là cái màu nó phải xanh xanh gì nha mọi người ha, không có dàn khè được nha. Đó, nó là nói thật sự. Rồi thì để ta mở cho mọi người xem bô này. Rồi, nguyên nha, cái này thật sự là nó đóng trong mài thôi mọi người, nói chung chà nhẹ ra cái là sáng chót liền nha, nhưng mà không chơi nha. À, áo nè, không bắn bóng nha, không dậm tuốt gì hết, nguyên bản nè. Con máy này nó zin về sao để dị nha mọi người, chứ không có đụng chạm gì hết nha. Rồi cùi xong nè, thấy không, nguyên hết ha, bao whip chung là đẹp từng con ốc luôn mọi người. Con ốc mà bô dưới mọi người thấy còn xanh dần luôn ha, cỡ vậy đó. Rồi chân chống là chân chống zin luôn nha mọi người ha, không có không có gắn gì thêm hết, nó zin nó dính theo cây cần mọi người. Đó. Thì cái cần này đã không có bán rời đâu nha mọi người. Khi mọi người hỏi nha, nó là đại để theo máy thôi. Khách của đại mua thì để cho cái gì chứ không có gỡ cái cần bán đâu nha. Đó. Đừng ai hỏi có bán cần không anh. À, không có bán nha. Đó là thật sự khi mà đại lên máy rồi không có bán đâu, mà bình thường mấy cái cần này đại cũng không bán đâu. Để vô máy cho mọi người nha. Làm kỹ mức độ mọi người, chi tiết luôn á. Đây. Cái tông nè. Đó. Còn băng ngang luôn nha mọi người, thấy không? Thấy chưa? Đó, máy cỡ vậy đó, chưa dám nói gì nha mọi người ha. Chứ đừng nói mà khơi mà ấy. Còn đỉnh mít tông thì bắt buộc là phải có đóng thôi nha mọi người, ít nhiều thôi nha. Chạy đó mọi người, về xài nhất khu nha. Bao cho mọi người xài nhất khu là mít tông nó sẽ trắng nha. Người kéo không nổi luôn mọi người. Rất là đẹp luôn nha. Nè, áo nè. Thấy chưa? IC rồi zin hết nha. Zin của nó hết. HG63 hết. IC mâm điện mà IDA luôn mọi người nha. Rồi. Nè. Ốc tán đồ zin hết nè mọi người. Con này là tại rửa để lâu quá nó sét nè mọi người. Không là nó không sét luôn nha.
bây giờ để nó bị sét này, nó khô nó ấy, nó sét, bình xăng là zin trắng đẹp nè mọi người thấy chưa. Đó thì con mấy hai con ốc này của nó bởi nó bắt gì luôn nha. Đây nó có một cái cao su nè mọi người, nó đệm đây nè nó. Thì trên này nó sẽ cái bình zin nó sẽ có đóng nó dập chữ TL trên này mọi người, TL 4352 nha. Rồi để để gáp lại rồi để test nổ cho mọi người xem. Đây mở led lên quay mọi người thấy gì thấy không, bóng thấy hình mọi người. Rồi để đại gáp lại nha. Rồi để đại nó đại test nổ mọi người xem nha. Máy móc zin hết mọi người, vú bơm đồ này kia nó còn zin của nó luôn nha. Đó thì cái này chắc thế nữa đại sẽ thay nha mọi người, tại vì cái vú zin này nè sợ lắm mọi người, khi mình vô xăng Việt Nam mình là nó sẽ bể nha. Đó tại thí dụ mà một chốt rồi mọi người, chốt rồi đại sẽ kiểm tra lại cái nữa mọi người, kiểm tra rồi này kia lồ lại dây bọng rồi kia ok hết rồi đại sẽ gửi mọi người ha. Đó thì tại vì lúc nó ghim gì là để từ lúc đó tới giờ nó gì mọi người. Rồi đóng le test nổ mọi người xem luôn nha. Đó trời ơi nổ rồi đó mọi người, dây nè mọi người thấy dây nè, dây này trắng tư luôn nha mọi người ha. cc nha mọi người, 44 ly nha. Để ta chim mọi người, ta chim để cho nó kêu á, nên nó không được vững máy nha. Kỳ đanh mọi người ha, bắt cước thì bao sướng ha, rất nhẹ lắm mọi người. Video này giới thiệu đây cũng xin kết thúc nha mọi người. Chào mọi người và hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye.